được mời đến tham dự buổi ra mắt phim Spider-Man mới này thì Trung rất là hào hứng, bởi vì Trung rất là thích xem những dạng phim hành động về siêu anh hùng như thế này. Vì Trung được biết đây là phiên bản Spider-Man mới, có một số góc khuất ở trong những cái câu chuyện mà chúng ta chưa hề được thấy trước đó, và Trung rất là nôn nóng vì được nghe câu chuyện này và thông qua những cái kỹ thuật mới nhất, tiên tiến nhất của công nghệ 3D. Spider-Man là một trong những bộ phim mà Nhung rất là thích, bởi vì Nhung đã theo dõi từ phần 1, phần 2 và hôm nay là phần 3 mà lại còn 3D nữa. Nhung rất là hồi hộp bởi vì Nhung cũng là một fan hâm mộ của người nhện. Thực sự ra Mỹ Lan thì rất là đang hồi hộp, không biết là bộ phim 3D người nhện sẽ như thế nào, vì các phần trước của Spider-Man thì chưa có phần 3D nào hết, nhưng mà phần này thì đặc biệt là có 3D thì cảm giác chắc là rất là thích thú và có thể là chắc là thu hút lắm ạ. Còn không biết thì Kelly sẽ nghĩ như thế nào nè. Lê cũng rất là hy vọng bộ phim này sẽ mang lại cho khán giả cũng như là tất cả mọi người xem một ngày xem phim rất là vui vẻ, hấp dẫn. Hôm nay anh rất là vui bởi vì Spider-Man là bộ phim yêu thích của Văn. Và hôm nay, đặc biệt là phần 3 hôm nay, là nó được làm với hiệu ứng 3D. Với ông mong muốn là nếu như mà có cơ hội mà lịch sử thay đổi, nhà sản xuất mà nghĩ đến Spider-Man là một người châu Á thì biểu bằng sẵn sàng casting vai diễn này. Bộ trang phục Spider-Man bó sát rồi sau lớp mặt nạ đó, cảm giác như thế nào, anh suy nghĩ như thế nào? Ở đằng sau cái lớp vải đó, thì nó có một cái lớp nữa gọi là lớp, có nghĩa là làm lớp cơ tạo cho người mình nó coi như là đô hơn chút xíu nữa, giống như người nhện. Thì cái bộ đồ đó thì đoàn phim rất là kỹ, người vợ thì luôn làm những cái pha rất là nguy hiểm và là hành động nhiều, nhưng mà bộ đồ đó thì làm được một bộ đồ tốn tới 60.000 đô nên mỗi lần làm cái pha gì đó thì cả một cái kêu bằng một cái nhóm phục trang đó, người ta đều chạy ra, người ta lo từng chi tiết, người ta rất là sợ. Và ngày đầu tiên thì chỉ bước vào cái phim trường của phim người vợ đó, thì cái pha đầu tiên mình phải làm là đứng úa trên cái tòa lầu cao á, rồi cái cạnh đó là mình mặc một cái áo bay, xong rồi luôn cái sợi dây tay vô cái tay của mình, xong rồi cái mình phải nhảy từ trên cái bức thềm xuống đó. Suốt cả phim thì mình cứ thí nghiệm rất là nhiều cái pha hay là cái kiểu dây hay là tất cả những cái chiêu đặc biệt cho người nhện thì vui lắm. Hôm nay thì tiến đến với bộ phim Spider-Man người nhện thì cũng xin chia sẻ với các bạn là từ nhỏ Tiến đã xem rất nhiều thể loại phim có những người hùng mà ra tay cứu những người khó khăn nghèo khổ, là cứu mỹ nhân, nhưng mà mình chưa có cơ hội làm người hùng bao giờ hết đó, chỉ có coi và ước mơ thôi. Tiến nghĩ là tất cả những trẻ em và những thanh thiếu niên, thậm chí cả những người lớn đều mong muốn mình sẽ có cơ hội làm người hùng. Và hôm nay là tiến đến để xem người hùng với một cái version mới là 3D, và hy vọng rằng sau khi xem người hùng thì sẽ có nhiều người hùng giống Spider-Man để cứu mỹ nhân và cứu những người khó khăn. Sau khi mà xem xong Spider-Man thì anh thấy thật là không phí công chờ đợi. Thấy rất là vui, rất là hay. Có nhiều cái khúc trong câu chuyện nó cũng cảm động nữa. Ngoài cái phần hành động ra thì câu chuyện rất là cảm động, rất là thích. Lúc đầu thì tôi nghĩ là bộ phim này nó sẽ không bằng bộ phim của những hôm trước, nhưng mà không ngờ sau khi 3-6 năm xem xong thì ai cũng cảm thấy rất là khoái chí, hào hứng, và ai cũng giờ cũng đang có một cái tật là hay chọc chọc ra giống vậy nè. Không biết là Isaac người là hào hứng như cô cũng nói vậy mà. Thật ra thì Isaac là fan
rất là lớn của Spider-Man, và sự xem thêm bộ phim này có thể nói là không hề thất vọng một chút nào hết, bởi vì Andrew Garfield tạo ra một Spider-Man hoàn toàn khác và rất là hài hước, rất là dí dỏm và rất là thu hút và rất là tuyệt vời. Chắc chắn là khi mọi người xem bộ phim này, mọi người sẽ không hề thất vọng cả về kỹ xảo, nội dung lẫn cách diễn của các diễn viên, cũng như là những cái màn nhào lộn đánh đá rất là tuyệt vời. Và chúc mọi người sẽ có những thời gian thật tuyệt với Spider-Man, bởi vì Isaac đã có thời gian đó và 365 cũng vậy. Xin chào, we are 365. Nhớ xem Spider-Man nha.